Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có những nội dung chính như sau. Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 7. Hội nghị tổng kết công tác quần chúng năm 2019. Công an huyện Đất Đỏ triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn. Và cuối cùng là phóng sự, bệnh xá công an tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Công an tỉnh là đảng bộ cấp trên cơ sở có 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở với hơn 1.100 đảng viên. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đảng bộ Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ Công an tỉnh, đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo trình Ban Thường vụ tỉnh ủy, đã hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đã xây dựng, lấy ý kiến góp ý và thông qua chương trình nội quy quy chế đại hội. Đến nay, các công tác chuẩn bị được thực hiện đúng quy trình, quy định và thời gian đã đề ra. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, đồng thời lưu ý Đảng bộ Công an tỉnh cần khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến, hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Trong đó, phải xác định rõ khâu đột phá, đề ra chỉ tiêu, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Công an. Đến cuối tháng 3 năm 2020, tất cả các chi đảng bộ cơ sở phải tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Thưa quý vị, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, Ban chấp hành đoàn, hội, các cấp trong công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2019. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn, vận động kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, tham gia thu hoạch hồ tiêu giúp nhân dân, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cơ sở trực thuộc cũng đã chủ động tham mưu tổ chức nhiều công trình, phần việc và các hoạt động hướng về đồng bào cơ sở, gắn kết chặt chẽ với công tác chuyên môn như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, làm căn cước công dân tại nhà, góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Ban chấp hành đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp của Công an tỉnh đã đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban chấp hành đoàn, hội các cấp cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác đoàn hội, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên, tiếp tục thực hiện các mô hình xung kích tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, thực hiện tốt các chương trình công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2020. Tuần qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân, truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Kết thúc lớp huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được kiểm tra kiến thức và cấp chứng chỉ, sau đó sẽ được giám đốc Công an tỉnh điều động về công an các đơn vị địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi lễ, 139 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 đã được phong cấp bậc hàm binh nhì. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúc mừng các thanh niên ưu tú vừa được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, đồng thời khẳng định đây là một môi trường tốt để các chiến sĩ trẻ học tập, rèn luyện, đóng góp một phần công sức của mình vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các chiến sĩ mới khắc phục khó khăn trong môi trường sinh hoạt,
công tác mới, chấp hành nghiêm quy chế và điều lệnh Công an nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện để nắm vững các kiến thức, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, sau nhiều tháng lập án đấu tranh, ngày 20 tháng 2, Công an huyện Đất Đỏ đã triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng và ghi số đề. Quá trình điều tra, Công an huyện Đất Đỏ đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Minh Trí, Tự Tí Bét, 35 tuổi, Cao Anh Tài, 27 tuổi, Trương Văn Mão, 23 tuổi, Kiều Tình, 30 tuổi, Phạm Thành Lai, 30 tuổi, Lâm Hoài Tuấn, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Đất Đỏ. Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng giữa năm 2019, đối tượng Nguyễn Minh Trí lên mạng Internet mua một tài khoản cá độ bóng đá tại địa chỉ bóng88.com. Sau đó, Trí tạo thành nhiều tài khoản con để cùng Cao Anh Tài đứng ra quản lý và tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong rạng sáng ngày 20 tháng 2, Trí và Tài đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài hành vi cá độ bóng đá, đối tượng Cao Anh Tài còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Các đối tượng Kiều Tình, Phạm Thành Lai là những đại lý cấp dưới của Tài trong việc tổ chức ghi số đề. Hàng ngày, Tài và đồng bọn tổ chức ghi số đề cho các con bạc bằng hình thức gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Cuối ngày, khi có kết quả, chúng giao cho các đối tượng đàn em, trong đó có Mão và Tuấn đến giao nhận tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ gần 800 triệu đồng, 3 xe ô tô, nhiều điện thoại di động, máy tính. Hiện Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này. Thưa quý vị, ra đời cùng với quyết định thành lập Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo năm 1979, sau hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh xá Công an tỉnh qua các thời kỳ đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng, trình độ năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những ngày cuối tháng 9 năm 2019, nhiều cán bộ chiến sĩ phòng hậu cần, trong đó nòng cốt là các y bác sĩ bệnh xá Công an tỉnh, đã có một chuyến công tác đầy ý nghĩa tới huyện Côn Đảo, địa bàn nơi đầu sóng. Những y bác sĩ vốn làm những công việc âm thầm lặng lẽ, được đến gần dân, sẻ chia, giúp đỡ những cuộc đời còn nhiều khó nhọc. Trong chuyến công tác này, đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã tạo được những cảm xúc, dấu ấn tốt đẹp với người dân Côn Đảo. Thường bị bệnh bao tử, lại bị hạ đường huyết, nhức các xương khớp. Thì thấy bác sĩ khám cũng nhiệt tình, khám đủ bài bản hết đó, mà thuốc mới lãnh đây về mới sử dụng sao. Được quan tâm của chỉ huy công an tỉnh, rồi công an huyện, rồi các bác sĩ, mình thấy cái danh dự và cũng mang ơn cái đó. Chuyến đi đầy ý nghĩa ấy là một phần công tác nổi bật của bệnh xá Công an tỉnh trong năm qua. Được sự quan tâm của Cục Y tế Bộ Công an, Sở Y tế tỉnh và Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng y tế Công an tỉnh nói chung, bệnh xá Công an tỉnh nói riêng đã ngày càng phát triển vững mạnh. Với 21 cán bộ, y bác sĩ, tương đương với một bệnh viện hạng 3, Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu việc khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân, phòng chống dịch bệnh thiên tai. Nhằm đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, trong năm 2019, bệnh xá đã được sửa chữa, bố trí lại các khoa phòng làm việc, đồng thời đề xuất Cục Y tế Bộ Công an tăng chỉ tiêu giường khám và điều trị bệnh lên 33 giường. Hiện nay, bệnh xá đã được đầu tư, trang cấp nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy sinh hóa tự động, có thể thực hiện 180 test trên 1 giờ, máy siêu âm màu xách tay, máy khám mắt, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu công tác chuyên môn. Song song đó, đội ngũ cán bộ làm công tác y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó từng bước sử dụng và làm chủ các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao trong các chuyên khoa như vật lý trị liệu, X quang, siêu âm, xét nghiệm, đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu đối với bệnh xá Công an tỉnh. Năm 2019, đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho hơn 2.500 lượt cán bộ chiến sĩ, trong đó quân số khỏe đạt tỷ lệ 76,8%. Đối với những cán bộ chiến sĩ mắc các bệnh mãn tính, bệnh xá đã lập hồ sơ theo dõi, tư vấn hướng dẫn đến các cơ sở y tế chuyên khoa, khám, điều trị kịp thời. Ngoài ra, còn phối hợp với phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh khám sức khỏe cho gần 300 công dân để xét tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Thực hiện chủ trương tự chủ kinh phí, bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, bệnh xá cũng đã thực hiện khám sức khỏe lái xe các hạng cho gần 10.000 trường hợp, ký hợp đồng khám sức khỏe lao động với các công ty với số lượng gần 900 công nhân viên. Hiện đơn vị đã và đang triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Với một hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, vững chuyên môn, đến nay bệnh xá công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cơ sở y tế được nhiều người dân tin tưởng tìm đến khám chữa bệnh. Chú gần đây có thấy anh em bạn bè giới thiệu ở đây khám là rất là tốt. Thế thì cái tốt như thế nào thì hôm nay mới được chứng minh được là đến đây là thật sự nói là thứ nhất là cơ sở rất là sạch sẽ và rất là khang trang và nhân viên y tế rất là nhiệt tình và ở đây khám rất là nhanh, mọi người rất là hài lòng và bản thân tôi cũng thấy rất là hài lòng, cũng mong muốn mọi người cũng nên đến đây khám để ủng hộ bệnh xá. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian qua, lực lượng y tế công an tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội vì cộng đồng. Bên cạnh chuyến công tác tại huyện Côn Đảo, trong năm 2019, bệnh xá công an tỉnh còn tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Mặc dù không trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, nhưng những chiến sĩ mặc áo blue trắng đã và đang tiếp tục chiến đấu trên một mặt trận thầm lặng khác, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí, đồng đội và nhân dân. Trong những ngày của tháng 2, khi cả nước đang quyết liệt phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, những người làm công tác khám chữa bệnh của công an tỉnh cũng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, một đoàn công tác đã được thành lập đến kiểm tra, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện công tác phòng ngừa dịch bệnh. Thì năm 2019, cái hội đồng thi đua khen thưởng của công an tỉnh đã đánh giá là đơn vị phòng hậu cần là đơn vị quyết thắng, và trong đó có thành tích của lực lượng làm công tác y tế của công an tỉnh. Thì phải nói rằng mặc dù trong cái điều kiện hết sức khó khăn, song lực lượng y tế của phòng hậu cần đã tích cực tham mưu cho ban giám đốc dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy ban giám đốc và đứng đầu là đồng chí giám đốc, cùng với sự hướng dẫn của Cục Y tế Bộ Công an và đi học tập kinh nghiệm của công an một số địa phương trong cả nước, lực lượng y tế đã chuyển đổi thành công cái mô hình khám chữa bệnh và đảm bảo trong năm 2019 là đã chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và làm tốt cái công tác phòng dịch cũng như là các cái nhiệm vụ đột xuất của ngành y tế. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song bằng sự quyết tâm của cả tập thể và mỗi cá nhân, bệnh xá công an tỉnh đã và đang ngày càng trở thành địa chỉ quen thuộc mà cán bộ chiến sĩ nhân dân tin tưởng, lựa chọn khi có yêu cầu khám chữa bệnh. Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ, y bác sĩ phấn đấu, nỗ lực, nâng cao trình độ, trau dồi y đức, xứng đáng với những truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc. Đó là lương y phải như từ mẫu, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành y. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án xây dựng, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng diễn ra rầm rộ. Nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vi phạm về tải trọng và kích thước, rơi vãi, lôi kéo bùn đất ra đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp
nhằm chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xử lý triệt để đối với hành vi vi phạm về trọng tải và kích thước thùng, thành thùng trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Đối với các địa bàn có diễn biến phức tạp về tình trạng san lấp thực hiện các dự án, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương sẽ phối hợp với thanh tra giao thông, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm về kích thước, tải trọng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính nhiều lái xe điều khiển phương tiện vi phạm tải trọng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 8 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông và số người chết không tăng không giảm. Số người bị thương giảm 1 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do vượt quá tốc độ, một vụ do lưu thông không đúng phần đường, một vụ do lưu thông ngược chiều, một vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 2 vụ do không nhường đường, một vụ do lùi xe, 3 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.248 trường hợp, trong đó có 396 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 841 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 640 triệu đồng, tạm giữ 164 xe mô tô và ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 76 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.